Say đâu mà say. Anh Phương Tây em chưa say thế nào luôn. Cho 1 lít đường về đi. Say nữa chú bà nuôi. Con mở gì? Chưa bà nuôi. Con say nữa nữ bà nuôi. Say nữa chưa bà nuôi. Là sao? Bây giờ con phải nói rõ để cho bác hiểu. Say nữa chưa bà nuôi. Là cái gì? Cái đấy á. Là ba con thích cái đẹp. Không bác gì kia đâu tuần kia. Được, đúng rồi con này. Chuẩn này. Không, nghĩa là chưa say một tí nào, lúc nào mặt đỏ thì mới là say. Bác say chưa? Đâu, sợ. Sợ. Bóp luôn, cắn luôn. Đâu. Bác say không? Mặt nào mới mới được. Chưa say ba con để con gái sẽ. Ba con đâu? Đâu? Ôi giời ơi, nó gì? Ba con mới say. Ba con say chưa? Bây giờ con tết tại xem rồi, ba con say không? Con ra tết tại nào, bấu. Bây giờ con cầm cái dép này, đúng không? Đây, cầm dép bác, ra vả mặt ba, nếu mà ba... Rồi, đi ra. Nào, nếu mà... Nếu mà ba say rồi... Xong rồi chú ơi, con này còn bịp cả bác à. Còn được ấy. Ai à? Con nói thật không? Cái đầu khóa trớn rồi đấy. Thế không? Kệ. Con giỏi lắm. Con giỏi lắm. Đây là em gái này là chồng đang thất tình. Chồng đang đi bay, đang thất tình. Chồng đang đi bay. Đây, em ơi, chồng em đi bay em buồn không? Đây đây đây, là em này cả nhà nhá. Không luôn mà. Đó là gì view luôn này. Chắc là do bụng thầy to. Em anh phải dùng áp này mà nơi. Đây là nhà anh không bao giờ được dùng áp. Đấy, chắc mặt chị kìa. Đây, nếu mà trên thế giới thì nhá, nếu mà không dùng app nhá, mà đẹp được như vợ của anh của tôi với vợ tôi thì trên thế giới này không có đâu. Vợ tôi đang đẻ rồi. Chưa, mấy ông có khoe... Vợ anh không là hương gì à, hương gì à, hương gì bán kẹo nhỉ? Có gì bán kẹo nhỉ? Cái gì? Cái đệt mẹ bọn này soi vãi lộn nhỉ, ăn no quá thì về đóng ngay. Hương gì nhỉ? Hôm nay kết bạn với anh chặn Facebook luôn nhỉ? Hương gì nhỉ? Hương gì? Anh tự nhiên kết bạn với Hương. Nó kết bạn với anh. Anh không có ý định anh kết đồng em gì? Nó kết bạn với anh. Với anh chặn... máu gái đâu mà vừa ở đây bây giờ anh. Anh chặn Facebook. Anh làm cái gì? Anh làm anh phải sống để cho Đức cho con cháu. Già rồi còn máu gái. Không gái đâu. Gái đâu không anh. Nếu mà có thì được. Chẳng là đúng rồi. Đâu, anh bây, giờ, biết. Bây giờ chị về. Chị nói cho cái vụ vừa rồi kết bạn gì. Quỳnh. Bây giờ chị nói rõ cái vụ vừa chặn đấy. Nhưng mà tại lý do. Lý do bây giờ chồng mình đẹp trai quá. Đi ra ngoài. Ôi anh vãi cứt gần năm rồi. Em phải chặn thôi, em phải chặn ngay từ đầu. Nhưng mà em hỏi thật, anh Cường có yêu chị thật không? Yêu thật. Chị có yêu anh Cường thật không? Yêu thật ạ. Thế sao đang nghi thế? Đây không phải đang nghi mà đây chỉ là chặn những cái... Có nghĩa là em không thích thì em chặn thôi. Thì mẹ chẳng qua bù vợ con mù vợ em đây. Em khen con kia là đùi to cái. Thế là nó đi nó kết bạn em con này. Anh còn không khen nhé. Không phải cả để kết... Anh còn không khen đấy. Không khen nhưng mà chồng bảo là ôi, hay quay clip trêu đi. Anh đừng nói. Anh nói chung là anh đã lớn tuổi anh già rồi bây giờ là anh mà nếu mà quả này anh mà thất thế thì quả sau anh chỉ có yêu chó thôi. Bây giờ anh già lắm rồi cái gì? Sao lại yêu chó? Chó nó thích anh. Thì em nói ngược tí. Đây chị à, chị yên tâm đi nếu mà nhá có vợ em với chị đây. Đây. Nói chung là bây giờ thà bỏ mạng. Không bao giờ anh em mình nè. Nhưng mà đừng chơi chơi thân với nhau chị.
không để bé cho bọn thêm cho nhau là dở rồi tách nhá. Hai bạn này là hai đối thủ nhá, bọn người đừng tin nhá. Anh bảo em chưa hiểu ra cái đòn đấy. Tốt nhất là hai con mụ ấy là không có thân nhau nhá, nó nói cái gì nó không tin đâu nhá. Cái gì? Sao? Như nào? Thầy huấn ngoan lắm à? Ờ được, tặng anh ơi, nó bảo em quá. Anh ngoan Cường, rồi, ngoan anh, trên Facebook ơi. Anh Cường này nổi tiếng là ngoan rồi, yêu vợ. À, được rồi. Cái gì? Anh Cường này trông thế thôi nhưng mà yêu vợ lắm. Ờ, à, bảo này được ấy. Bọn này chuẩn. Bây giờ nếu mà ai mà comment là anh Cường này thương yêu vợ, tôi tặng 1 triệu. 100. Nếu ai comment là đăng ý, tôi là sẽ giới thiệu cho một cô em gái. Đảm bảo với các bạn là nhìn thấy ngất luôn. Tự comment cho em cho anh. Đấy. Mà nữ tay tặng em nói chuyện là tặng cho anh cho em nhé. Em phải nói là cho anh cho em. Cái gì anh? Anh tham ấy nhỉ? À, tham anh đây, nói chuyện là anh... Anh chống lỗi đấy. Không. Trước bao nhiêu anh em bây giờ mà anh vẫn có ý định... Đi, đi đâu, nhưng mà anh hỏi thật ý là em đang bảo là anh cho em đi, anh cho câu chuyện đấy mà. Không được anh. Nhưng mà không, nhưng mà...